không cần phải ướt đâu. Ngày hôm nay tôi sẽ dạy cho anh em ngay tại đây, ngay lúc này. Đây là một ổ khóa có cái chốt bấm như này, có thể bấm vào và chúng ta có thể khóa được, và chỉ có chìa mới có thể mở được cái ổ khóa này. Ok, thì với hai cái dụng cụ cơ bản như này, đây chỉ với hai cái thanh sắt như này chúng ta sẽ mở nó. Bây giờ tôi sẽ lắp cái này vào đây này. Rồi ok, anh em thấy nó đơn giản chưa? Đấy, nó chỉ có thế thôi, chả có gì khó cả. Bây giờ tôi sẽ dùng cái cây này để tôi bấm, anh em nhìn trực tiếp ngay ở đây luôn này. Bấm thôi, cứ bấm thôi. Đấy, khi nào mà bấm hết những viên bi và nó xoay như này, đấy, cái chốt nó bung ra thì là anh em có thể mở được. Dễ hay khó thì đấy là phụ thuộc vào tư duy của từng người, đấy là phải luyện tập. Chứ nói thật với anh em, để mà ngồi bấm như này, nếu mà không biết làm bấm cả buổi nó chả ra. Thật ra thì mấy cây mở đấy chỉ là mấy cây vớ vẩn thôi, còn sau này khi mà chuyên nghiệp hơn ấy thì phải sử dụng những cây mở nó đỉnh cao hơn. Không ai lại đi cắt khóa như này, không ai lại dùng kìm cắt, không bao giờ dùng khoan để đục, không bao giờ dùng đũa để nạy, dùng kìm để bẻ.